Chào cô chú anh chị đang xem kênh. Hôm nay mình có chuyến đi về núi Sam, Châu Đốc, An Giang. Mình được người dân ở đây chia sẻ là nơi này có một người phụ nữ sinh sống trong đây. Và cô mắc cái bệnh gì đó và nằm ở đây, ở trong cái khu nghĩa địa này để mà chờ đến cái ngày mà nguyên sinh. Mình cũng muốn đến đây và xem sức khỏe của cô và được nghe cô kể lại những câu chuyện tâm linh. Và cô là người từng chứng kiến nhìn thấy được những cái chuyện tâm linh và thường xuyên thấy những cái người ở trong cái khu nghĩa địa này và lai giảng ở đây và trò chuyện với cô, thì không biết câu chuyện thực hư như thế nào, thì mời cô chú anh chị đồng hành với Kỳ trong video ngày hôm nay, sẽ đi tìm cô để nghe câu chuyện lại, để nghe cô kể lại những câu chuyện tâm linh. Thì trước mặt mình đang đứng trước màn ảnh nhỏ là mình thấy một cái chi mộ của họ Nguyễn Đoàn. Rất là lớn, và xung quanh ở đây là có những ngôi mộ thì rất là lâu năm và những ngôi mộ mà mình chưa từng thấy bao giờ luôn cô chú anh chị. Thì vào những cái tháng gần mùa xuân này bắt đầu là những cái con cháu phương xa hoặc là ở gần thì họ sẽ ra họ tảo mộ để làm mới sạch sẽ những cái mồ mả của ông bà và tổ tiên để mà ăn cái Tết Nguyên Đán sắp tới. Thì đây là cái mộ chứ không phải mới chùm đất nha cô chú anh chị, tại vì những cái cây nó mọc lên kiểu này luôn rất là nhiều, không biết hoa này hoa gì mà mọc quá tàn quá đất luôn. Thì phía bên kia có một anh đang tảo mộ, mình qua hỏi thăm anh xem như thế nào nha cô chú, mình có biết được những cái câu chuyện tâm linh hay không. Những ngôi mộ cây nó bạn trèo lên mà nhìn không thấy ra cái ngôi mộ luôn, tưởng đâu đất không. Phía bên đó mình thấy được những cái tượng Phật ở trong đó để trong, rồi những cái Địa Tạng Vương Bồ Tát, những cái tượng cốt. Thì khu vực này cái cảnh mà nhìn rất là đẹp nha, nhìn ở trên đó là những cái ngôi chùa, những cái am tự rồi rất là nhiều. Mình không biết lên này là có những cái ngôi nhà và những cái khu nghĩa địa mà những cái chùa am lên đây quá là nhiều luôn. Đi am ha. Dạ dạ em chào anh. Vậy là trên đây đa số là am tự không chứ không có chùa hả anh? Không không không. Dạ chùa chỉ có bên đó có chùa Tây An thôi. Không. Cái lúc trên đỉnh bên dắt đây nè là chùa Giác Hương. Dạ. Đó là chùa được giáo công nhận. Dạ được công nhận. Cái này am tự mọc. À vậy là giống như kiểu mua đất rồi kiểu gia đình. Cắt lên am tu. Dạ. Và mấy ổng tụng đám. Mấy ông thầy đi tụng đám đó. À. Đó mà. Dạ. Món này mình gần Tết thì mình đi tảo mộ anh. Rồi làm cho người ta. Dạ, mình làm công à. Làm ăn tiền chứ công gì. Thì làm công lương đó. À. Làm trước nữa vài ngày nữa 18, 19 gì đó người ta vô ta cúng. Dạ. Mỗi hàng năm phải làm. Dạ. Thấy cái này mà mấy cây nó mọc lên kiểu này nhìn không thấy mồ biết mồ luôn anh. Đó thì cỡ vậy không chứ. Bởi vậy quá tàn quá đắt luôn. Cái có 100.000 bạc. Vậy ha. Nó đơn giản nhưng mà thật chắc có khi gắn. Đúng rồi lùm không à. Gắn đó như nè. Bồi ôi. Làm sạch tới vậy nó có khúc gì nè. Nó không chạy được không? Cái tàn ơi. Nó tụi như cọng cỏ khô vậy đó, cái màu nó ở dưới lường đỏ tét à. Gắn nó gắn gì anh biết không? Nó độc ghê lắm. Ghê ha. À. Với hai nữa trên đầu mã có khi có ổ ong. Ê, đúng nữa, hiểu quá không? À, dạ. Lấy chổi lên quét nha. Ừ, hello con trai. Quá. Mẹ đưa chị ngủ chơi chứ nè. Cái bạch chứ cái tay gì? À, không phải. Ừ, quá tàn quá đắt cỏ. Còn quét sạch lên trà rửa cho người ta nữa. Vậy phải vậy không đâu. À, vậy là khi làm cỏ xong rồi làm rồi sạch sẽ rửa quét. Trà rửa sạch. Rửa sạch sẽ gông gheo. Nè, đây là nó dính vậy nè. Dạ. Sạch mấy này nè, thì sẽ được dạ. Thành phẩm chứ đâu phải là đơn giản vậy đâu, là 100.000 cái đó ha. À. Rồi mình mướn sơn nữa là tiền riêng anh nữa, thí dụ người ta muốn sơn nữa thì hoặc là cái gì đó thì phát sinh thêm đó là tính sau. À, cái đó tính công thêm, còn cái công dọn dẹp rồi rửa rồi sạch sẽ vệ sinh lại là 100 tiền. Ôi. Có mắc mỏ gì đúng rồi, cái này là dọn cỏ ra đâu nắm đuối lắm anh chứ không phải giỡn đâu. Bởi vì nó mọc lên mà cái này nhờ cái này khô dễ nha, còn cái này là gối nè. Không, nó cũng khô. Khô vậy, trong. Vậy hả? Ừ. Mùa nắng thì nó vậy đó, chứ xài xuống tắm mưa lên lại. Anh ở là người ở đây luôn. Người ở đây.
Dạ. Dạ dưới đây. Vậy hả? Em thấy này những cái lăng mộ gì đó nó cao nó lớn quá anh. Nhà mồ, tại vì đụng đá. Thấy đá không? Người ta phải giật cái thùng lên vậy cỡ đó. Mà dân đây gì kiều không à? À, lý là phải xây mộ, xây cái nền lên cao luôn. Lên, giật cái nền lên, đổ cát vô mới chôn. À, chứ không có móc ở dưới lên được. Kinh phí dữ lắm, phải dẫn thôi. Đụng cái này bằng ở dưới trần mình cắt nhà cấp 4. Bốn cũng mấy trăm triệu. Chuyển đồ lên đây một bà một thành hai. Cũng mấy trăm. Cao cát 15 ngàn chuyển lên hết 15 nữa rồi. Gấp đôi. Rồi. Đấy, tính tầm bậy là lỗ chết luôn á. Dạ. Mà anh thấy cái vùng núi của mình anh, đa số cái chân núi mà anh biết cái địa thế phong thủy như thế nào mà rất là nhiều bà con mình chọn những cái địa điểm ở trên cái chân núi này mà để làm mồ nhiều quá. Tại vì về đây nghe kinh. Nghe. Khi ba gửi người ta tụng kinh. À. Ở đó cũng có tụng, ở đây cũng có người tụng, xung quanh ta có người tụng cho ông bà mình nghe kinh luôn. À bởi vì ta đem đi cốt về nè, ở dưới đồng nè. Chính hai anh em tôi, mấy anh em tôi ấy nè. À anh cũng làm mồ bốc mồ luôn. Bốc luôn. Phải giá thì bốc luôn giống vậy chứ đó, người ta dưới đồng đó ta đem về đây đặng cho ông bà người ta là mình cho cái chỗ. Người ta tiền móc cốt thì riêng. Về đây đặng cho ông bà người ta khi nghe kinh. Dạ. Ở gỡ chùa. Gỡ chùa biết đâu nhiều khi ta không cho ăn cho uống đồ kia còn đây gỡ đây rồi đó chừng nào mình muốn lên cho à rồi rồi em hiểu ý rồi. Ừ. Giống như ý định của những cái người thân của mình đó. Ừ. Là muốn cho gần cái nơi chùa chiền. Ừ. Để mà nghe kinh kệ, nghe luôn. Pháp nghe kinh. Ừ. Để mà tu tập luôn. Ừ. Bởi vậy mới chọn những cái địa thế là chân núi là gần khu vực chùa là để chọn cho ông yên nghỉ là nhiều ha. Ừ. Mục đích là nghe kinh đó. Dạ đúng rồi, hôm nay nói chuyện nhanh mới hiểu được phần này mà. Chứ không phải tự nhiên đâu. Chứ em nghĩ một cái hướng bình thường là em nghĩ chắc có cái địa lý phong thủy vì đó. Tại vì những cái phong thủy à, cái ngôi mộ đây đều là người nhà người ta chấp nhận cho con bà người ta ở đây đều để cho nghe kinh kệ giúp khuya. Dạ. Khuya đây có công khu, ba giờ gửi. Vậy hả? Ừ. Ngày nào các quý thầy cũng đọc kinh và niệm pháp luôn. Rồi rồi. Cho các vị các ngài phúc mặt phúc mày để người ta tu tập luôn ha. Cũng rất là hay ha. Nó vậy đó. Dạ. Yeah. Này là mấy gà làm không hả? À, không của thằng anh nữa. Anh không phải mình nữa anh. Ờ, nhiều chủ lắm. Nhiều chủ cũng như đang làm dưới đó. Ê, cũng như là mối của anh và mối của anh em này kia vậy ha. Là có số điện thoại sẵn như bốc. Ờ, vậy đó. Vậy ha. Rồi người ta điện cho mình ngày nào người ta cúng. Ăn có cái thời gian mình làm, ăn ta vô, làm trước một cái bữa sạch trước, ăn ta vô ta cúng. Dạ. Yeah. Ở đây có nhiều con mộ chắc lên mấy trăm năm vậy không anh? Có nhiều ngôi lâu à, và thường là vài chục không đó. Vài chục hả? Có nào 100-200 năm vậy không? Hạn nhất là mấy cái thằng này nè. Mấy thằng này hả? Mấy thằng này cũng vài chục hả? Vài chục hả? Rồi có một cái người thân, sau cái ngày 20 này nè, 20 với 22 đó là cái ngôi mộ nào mà còn dây nho tức như người thân không còn nữa. À, vậy là người thân giống như hoặc là mắc hay là nó là sao đâu á, người thân gì cứ về không được làm ăn này kia quanh năm. Thanh minh nó cũng vậy luôn, chứ có người thân là người thân xuống kêu mướn người làm rồi. À, đúng rồi. Vậy đó thì đúng rồi, cũng như có người thân là đúng rồi, hoặc là người thân đi đâu đó à, không có ví dụ cha đi cúng mà không dẫn con theo rồi sau này chết rồi thằng nhỏ đâu có biết mã ông bà nằm đâu. Ừ. Thành lạc luôn đó, gì đó à, kêu cái kiểu mà siêu mồ lạc mã gì đó à. Không anh đó. Bởi là người thân mã ông bà là phải dẫn con cái rồi theo bạn nó biết chỗ ông bà nó là nằm đâu đâu. Ừ. Mình có mắc độc sức hay gì đó thì đụng quả con mình nó còn biết được cái chỗ ông bà nó ngay ở đúng đó rồi. Đúng rồi, nó đúng rồi đó, di truyền. Ừ. Mà mình cho con cái một cái kiến thức gì đó để biết mồ mả ông bà là nằm ở đó, vị trí đó để mà biết cái hàng nhang khói ha. Thì rồi. Nó tựa như cái đám giỗ ông bà mình vậy thôi. Ừ. Tại vì con mạnh ai nấy dẫn về cho nó biết anh em với nhau, đằng mai chiều nó không có tầm bậy tầm bạ. Đúng rồi, nó lỡ yêu rồi đụng mà cản vòng què gì nữa đó. Vậy cái đám giỗ của mình là vậy. Bởi vì cái đó mới gói đó ha. À, con cháu đám nhà đám giỗ phải đi dài để cho biết anh em như thế nào, cách xưng hô với dòng họ. Ở đây em thấy trên đó là có cái tượng của Địa Tạng Vương Bồ Tát rồi Đức Phật luôn, là cái đó là do người thân sao mà ta để đó hay là trắng nè, là hay nè. Chủ ngôi mộ á, ý em hỏi là làm vậy đó. Ý em hỏi là cái lý do mà họ muốn đặt cái tượng Phật hoặc là thật Địa Tạng Vương gì đó trên đó mà để tác dụng gì hả ta? Là họ tưởng niệm tâm linh mà. Họ cứ nghĩ là cho ông bà theo Phật, niệm Phật theo Phật đi. À, ý nghĩa là vậy. À, chứ nhiều khi người ta hưởng mất tiền chứ phải rẻ đâu.
chứ người ta nghĩ một hướng khác nha. Nhiều khi cái nơi này có cái điều vì về cái thế giới tâm linh quá mạnh nên người ta tìm cái những cái tượng địa tạng dương hoặc như gì đó cho những cái thế giới tâm linh họ không. Tu theo Phật cái kiểu không vậy, người ta chỉ biết ông bà ta thôi vậy ha, người ta nghĩ là làm đặt trên cái tượng Phật vậy vậy ha, ông bà ta cứ là tưởng niệm tới Phật ừ. Rồi bắt đầu con cháu nó được cái phước, cũng như ông bà đi tu đi con cháu được cái phước à, con cháu nhờ ha ừ, rồi đó tàn rồi anh làm nghề bốc mồ lâu lâu chưa anh? Không, mai mới đây à. Mới đây à. Ừ. Chắc anh lấy những cái trường hợp nào dữ không anh? Không, lấy nhà tàng mấy cái từ 19 năm, 18 năm rồi đổ lên. Yeah. Mấy cái đó là nó hết thịt. Là mình lấy đó chắc sạch chưa? Thôi anh có làm gì anh làm đi nha, em xin phép hôm nay em đi vòng vòng để em quay biết cũng cảm ơn. Cẩn thận nha. Điều gì anh? Mấy chỗ trống rồi thôi chứ còn không thôi thì đó được anh cãi con gắn vậy đó. À mấy cái lùm mấy cái này dữ lắm hả? À, nó nằm anh làm vậy là mà nó còn nằm trong kẹt vậy, gì? Nó chạy. Nó màu kịp kịp như cọng cây vậy đó, khô vậy đó. Cái tàn ôi sao biết được trời. Rồi mình không biết mình quơ cái tay làm ẩu tả không biết quơ cái tay thì nó lụm cái bập. Có nào gặp con bự dữ lắm anh? Có nào gặp con bự không? Có bự là hổ ngựa. Ở đây anh đập vuột hai lần rồi. Phải bị lấn. Chỉnh bà cầm. Bự hơn uống giò cái. À nó ngắn ngắn hả? Rồi đặc phẩm là anh bắt một con. Dài đúng 1m6. Tàn dài dữ không? À, không ngựa đây là vậy, bằng bự hơn con giò cái tí tí là cái như từ 1m6 đô lên đó. Nhưng mà thấy ở đây cũng gần núi mà sao có mấy con hổ ngựa nhiều hả ta? Mình không sợ. Chứ anh sợ cái gì? Mình đi sẹt, thí dụ đây nó ở đó là nó nghe tiếng sẹt nó rút chạy rồi. À. Không giờ bắt được nó nhanh lắm. Ừ. Còn mà mình đi kế ở luôn cái nó gượt mình chạy không kịp. Ý tàn ơi. Ủa, má nó gượt mà chạy không kịp chứ đó. Ngóc đầu và cầu dữ. À, nó con gắn hổ ngựa mà nó gượt người ta đó là mình đi kế ổ nó đó. Vậy à, gần tới ổ nó là nó gượt mình rồi. Bởi vì đi vô mấy mình cái đâu lập... có biết cái ổ nó nằm đâu đâu. Bởi vì vô mấy cái lùm này ớn quá nè. Thì đó, đây chỉ có gắn với ông hai đạo đó thôi. Bởi vì nhiều khi em đi quay mấy cái cô chú không có hiểu sao mà nó xài dao cỏ như vậy mà không dám đi băng ngang đi. Đi thì nó bình thường, nó đâu có gai góc gì đâu. Ngược lại sợ mấy ông nội đó. Thì đó mình ở đây mình nghe như anh kể nè, rồi những cái ông bà lớn tuổi kể nè. Gắn đó mình không sợ. Sợ mấy ông nội mà thứ mình đuổi không đi nhúc kích không nó không chạy thứ đó mới độc đó. Bởi mấy ông đó mới giữ. Mấy ông nội bự dài đó là mình đi chưa tới nó đã chạy rồi, nghe tiếng sẹt sẹt mình nó đã rút rồi. Dạ. Bắt nó ăn cả khó. Tôi lụm hết con rồi. Dạ. Nó không củ cải. Quýu luôn hả? Ờ. Rồi cảm ơn anh rất là nhiều nha. Nói chung người ta mình là đi tới đâu rồi nó mấy ông nội gắn cũng bớt một chút. Bởi vì nhỏ thì giết mà bự thì ăn thịt. Nó cũng hạn chế được cái khoảng bán nhiều lắm. Rồi chúng mày giữ thần ha. Ừ. Chứ bên cạnh nó dạy anh là mấy người mà đi gãy bị mấy hổ bóm đập hoài luôn á. À. Nhất là đi làm cỏ. Ừ. Ở đây chắc mấy mà cỡ ngàn một mộ không anh hơn không? Ngàn hả? Ừ. Hơn. Hơn luôn. Cái khu vực này là hơn ngàn à. Thì... tuốt trên luôn nha. Dạ. Tu hàng me đó, đó qua hàng me bao danh luôn mà. Hình như bên đây là cái hầm gì ta, hầm thiết, hầm trì hả? Đây là hầm trì, hầm trên. Hầm trên. Hầm trì và hầm trên nha. Dạ. Hầm trì bên chắc bên kia là cũng hầm trì nữa, hầm dưới. Sau anh có vô đó chơi chưa? Đây có hàng. Của hàng xưa của quân đội chú bộ. À của quân đội rồi đó. Hàng dưới đó đó. Cái trì ha. Đây hàng nữa nè. Gì? Hàng đó phan chỗ rồi, phan chỗ về bên kia rồi, không biết về tới đâu. Ờ. Ừ. Giờ không trong đó là bây giờ bộ đội đang là nó cũng không có đóng quân. Khi nào có chuyện anh sao mà em thấy là trên đây những cái đá thạch anh nhiều quá thôi. Đá nặng. Đá thạch anh đá trắng trắng à. Mấy cục đá trắng trắng đó anh thứ mà. Đó đó hả? Ừ. Ừ thì đá đó đây là đá đó. Dòng gì kiểu như đá lửa. Ừ. Nhiều quá. Ừ. Vì là hồi trước chắc người ta khai thác đá lửa ở đây hay sao ta? Không, cái núi này mà. Từ cái núi nó dài xuống mà. Đây là chân núi dài đây luôn. À chân núi cao vậy luôn ha. Ừ. Nguyên khu vực này là chân núi không đó. Dạ. Yeah. Bởi vì mấy cái mộ này mà đào có chỗ nào hên không có đụng đá thôi, đụng đá là người ta giật cái thùng lên cao nghiệu. Ồ phải như này là đụng đá nè. Vậy đó, kiểu đó là giật lên anh. Giật cái thùng lên cao nghiệu đó không? À bởi vì cào thuốc trên đó ha. Rồi, đụng đá là giật lên. Chứ không đụng đá là thôi. Đúng rồi, chứ đâu có đặt mà kiểu dịch cho những câu khác được người. Đào hết cốt đụng đá là thôi. Hay thùng thôi. Dạ. Mấy thùng cao đụng đá không đó. Vậy như bên hai bên đó cũng vậy đó. Xây trên đá luôn đó. Dạ, yeah. Rồi giờ này hai bố con đi làm đó ha, nhắc nhóc đi theo cho biết đó ha. À, kỳ dài. Ờ, nhóc bao nhiêu tuổi vậy anh? Nó được lớp 3, 9 tuổi rồi. 9 tuổi rồi hả? Ồ, ồ. Tuổi chứ, 6 tuổi lớp 2, lớp 1 mà. Dạ. Yeah. Ủa, cái này là những cái mộ đá luôn hồi xưa luôn đó ta? Ờ, mộ đá đó.
mộ đó mộ. Người ta có tiền, ví dụ người ta móc cốt, còn không nữa thì người ta dán gạch, câu dán gạch lại. Ừ, thấy ở đây nhiều cái mộ đá cổ nhiều quá. Thường thường xây đá, tại góc pha tàu, mấy người tàu người ta chịu đá. Vậy hả? Ừ. Đây. Những nhà cô Tư ở dưới anh. Rồi rồi. Đi qua tìm cô Tư. Mấy đợt rồi. Qua nay là mấy YouTube rồi đó. Dạ dạ em mới biết cô Tư nè. Của đội YouTube của thằng Long An. Dạ. Yeah. Chuyến ngang qua của thằng An Giang. Giống như đội bóng đá vậy. À, quay bao bài đủ không thấy hình ba. Ôi ôi cái này mộ trẻ em hay sao ta? Sao anh? Thấy cái hàng luôn nè. Cái gì ghê vậy ông? Hàng luôn hả? Nè. Hàng gì anh? Có hàng đó. Quan tài. Ơi, sập rồi đó thấy không? Còn quan tài luôn vậy? Đó, quan tài đó. Ủa sao lồi lên dữ vậy? Ừ, đất nó sập. Ủa cái này là lúc trước là người ta không có bích lại hay sao? Có. Bích cát lại lên tới đây luôn mà. Đó, nó sập đó, thấy cái hàng luôn nữa thấy không? Cái tiền rồi lồi áo quan lên luôn kìa. Đó. Con trai xuống đi, con trai xuống đi, con trai. Gì? Yeah. Ủa sao mà sao kỳ ta? Ừ. Hàng nó mục thì đất nó sập xuống. Nó mục cái đất. Không, ý em hỏi là nếu mà thường thường làm là người ta bích lên sao mà có cái lỗ thoát khí hay sao? Từ từ nó sập, nó mục rồi nó sập. Ai đâu mà nói bích. À không bích anh. Không tục của người ta nào giờ có lỗ âm dương dưới đáy, có lỗ trên có cái lỗ. À. Là phải có cái lỗ âm dương mới được ha. Ừ. Ồ vậy là anh dành là về những cái phong tục chôn người anh. Ví dụ như những cái này nè anh, cũng như là người ta cũng lắp đắt lên vậy luôn ha, chừa lại vậy luôn. Còn cái này thì người ta... Ở đây là phong tục, ở đây là chừa lỗ âm dương hết trơn. Dạ. Bởi vì thấy được cái áo quan rồi. Này là chắc mộ tàu anh. Mộ người qua quá. Hỏi Việt. Mà báo phái cái mẫu đó. À, chắc mộ này cũng lâu năm lắm rồi đâu quên. Ở đây hả? À. Ở đây hả? 220. Ô, cái này là anh mới nãy ông dọn dẹp thì này mình dọn dẹp rồi mình sơn phết là luôn là mình lấy luôn ha. Đây là mình giống như là mình làm cho gia đình hay là mình làm cho những cái mướn thôi. Giờ dọn dẹp rửa xong rồi mình phải sơn lên nữa ha. Giờ dạ ông vào chú. Đầu giờ nè. Rồi xong rồi mai làm tiếp ha. Làm tiếp hết giờ rồi. Tới giờ cầm ly rồi. Ý là làm mình không ngừng cũng có giờ dắt nha. Có chứ. Giờ với em anh. Đúng giờ làm việc ha. Ừ. Rồi gần 5 giờ rồi ông nội ơi. Lúc này chạy lắm mà chú. Mạo chứ phải mà ngày cho người ta đúng 1 giờ mà. À mình làm mạo ha. Cũng như một cái gì là mình dọn dẹp cỏ rồi rửa gáy rồi sơn phết là phải bao nhiêu tiền? 200 ngàn. 200 ngàn một cái ha. Dọn dẹp cỏ rồi sơn, nước sơn của mình luôn à? Mình luôn chứ. Ai đâu mua cho mình. Dạ. Yeah. Rồi xong rồi thành phẩm rồi lượm tiền. Có cúng thì tao đưa tiền. Dạ. Yeah. Đuối lắm. Dạ con thấy cỏ dọn là cũng đắm đuối lắm chứ phải giỡn đâu. Trời ơi, cỏ là thấy vậy không? Bức trời nó ngứa ngay. Con thấy mấy này chụm lên một cái là làm có buổi trời không phải nhiều là hả chú? Không quen rồi chịu nổi đâu. Cỏ nó gì? Không quên ông người cắn. Y tiền thôi có gắn đó hả? Gắn dữ luôn á. Rồi gắn thường. Đúng rồi mấy cái lùm cỏ là thường là gắn ở nhiều lắm hả chú? Ôi mấy bữa mà không có dọn dẹp này ra chắc lùm nhìn hết thấy mồ luôn ha. Không có dọn dẹp đi phải xuống đường mòn phải có cây đập. À, chứ cỏ mà con thấy là đi mà lên kiểu này giữ thằng luôn. Ừ. Nằm xếp lớp. Bức cái gì bụi bọc này kia nó mạch lắm chứ gì. Dạ con thấy đuối tài đuối lắm mà. Phải xách nước lên mình rửa gáy thôi chứ. Ừ. Mệt chứ không khỏe đâu. Chú năm nay nhiêu tuổi rồi? Tới từ 71. 71 ha.
Lẽ này mình làm cái ngoài này lâu chưa chú, hay là mình mới làm đây thôi hả chú? Làm cái nghề này nè, tôi cũng mới tới tiếp cháu rồi cũng à, vậy là nghề của anh ha. Ừ, nghề của con cháu luôn. Vậy chú theo chú phụ ha, phụ đó là thợ chính à? Thợ chính đó, mã mộ nó xây mấy đồ chính đó. Vậy đó, ở đây là anh xây nhiều lắm ha. Ừ, thằng ơi đó thợ chính. Có đi bốc mộ không anh? Có luôn hả? Vậy là mấy ông này gan lắm rồi. Đi bốc mà thấy mấy trường hợp dữ dữ không anh? Có đâu dữ, bỏ. Bỏ hả? Thôi ơi. Còn nguyên con thì mới là mình mướn khác. Không làm mướn khác. Ôi ơi, lâu không mà sao mà còn nguyên hình chưa anh? Chục năm cũng còn thì đất sét á. Cái tiền đất sét là còn gan gì luôn hả? Ừ. Ớn nhau, ớn quá vậy? Có đất núi này có gì đâu. Núi này dài năm, chục năm rồi nó gã rồi. Đất kia nó ẩm hay sao mà nó lâu gã hơn? Đất kia có nước, ni lông nó ứ luôn đó. À, có nước là lâu gã hơn ha. Ừ. Còn mà đất khô thì nó sẽ mau hơn. Ừ. Lúc mà bốc thì gặp nguyên hình chắc chạy luôn anh. Ủa, chắc anh quen rồi, anh quen cái thấy cái đó rồi chứ mà không là bỏ chạy hay mồ luôn. Giữ mùi dữ lắm anh ơi. Ừ. Cái đó trước khi đẩy mình nhậu một cái không? Cho bớt mùi. Dạ. Yeah. Có hả? Bỏ tay bỏ đi. Ê, bên đó làm thấy cái nhà màu đó chắc lâu lắm anh. Màu bên đó. Cái nó lâu rồi. Lâu. Lâu. Không phải ý mà hỏi là cái bên đó kiến trúc đó kiến trúc cho người xưa lâu quá. Nó là mới không à? Mới không à? Cái tháp đó. Tháp đó là lâu rồi. À, bên tháp bên chùa ha. Ừ. Chùa của Phật đó, thôi chùa Phật Thầy Tang ha. Phật Thầy Tang. Dạ. Dạ, cảm ơn nhiều nha. À, cái tháp này. Mình thấy được những cái nhắc hai cốt vì ở ngày xưa nè. Ở đây mình thấy nhiều cái đá mà đá này chắc ngày xưa ở đây người ta khai thác những cái đá thạch anh đó. Rất là nhiều đây, mình thấy đi đâu cũng có chứ nè. Những cái đá rất là đẹp nha, rất là nhiều. Rất là nhiều luôn cô chú. Nguyên cái núi này hình như núi Sam mình là chắc hồi đó không? Nó thời Pháp họ qua đây họ khai thác những cái khoáng sản như là đá quý này kia rất là nhiều. Mình thấy được những cái này người ta bỏ không? Ở đây có một cái ngôi miếu thì thấy là đóng cửa rồi. Trên cái đường mình đi lên đó cô chú anh chị, mình thấy được những cái đá thạch anh ở đây rất là nhiều nha. Nào giờ mình mới biết cái ở trên núi này mà có nhiều cái đá thạch anh mà lớn như kiểu này luôn. Hình như rất là nhiều, ngày trước chắc bị người ta khai thác hết trơn những cái khoáng sản ở đây nè. Bởi vì mình lên đây mình thấy những cái đá thạch anh rất là nhiều.
mình phát hiện ra một cái ngôi chùa cổ bỏ hoang ở đây, mình sẽ tìm cách đi lên trên này. Đó, ngôi nhà người ta ở nó không biết có ai ở không. Thấy nhà đã đóng cửa chờ ngồi chú anh chị. Không biết gì là lý do gì đó, làm sao không biết. Thôi mình sẽ đi lên chùa trước đi. Rồi chút xíu mình xem có những cái bà con ở đây. Giờ mình hỏi thăm rồi xem sao. Mình được biết là cái theo thông tin chia sẻ từ dưới của con gì là cái kiến trúc này bỏ hoang rất là lâu năm rồi. Biết có người ở đây không? Một cái ngôi chùa niên đại cũng khá là lâu năm. Ở ngoài trước là mình thấy có một cái hoàng nam bộ là lấy được xài từ cái những cái đá hoa cương, đá mà đá thạch anh vậy nè. Tại vì ở đây như là đa số là như đá thạch anh không, rất là nhiều. Nhìn cái hoàng nam bộ cái vẻ rất là uy nghiêm và đẹp ha. Vàng ông thiên đó thì cái bát hương rất là to và cổ. Đi mình thấy còn những cái chai, cái bình nước ngày xưa luôn. Cái gì mà sạc sạc bánh chưa nè. Cỏ mọc cái lắm, ít có người đi lên hay sao. Cửa thì mình thấy đã khóa hết rồi. Những cây me bị ngã hay sét đánh nha. Cái lò, cái bếp gì rất là lâu năm. Bị xuống cấp nhiều lắm rồi cô chú anh chị. Biết cái này, cửa này rồi mình có đi vô trong được không ta, mở cửa vào không? Cái chai gì ngày xưa yến vậy. Rồi bây giờ gì mình cũng biết mấy kiểu chai này rất là ngộ nha. Là một cái bình thủy. Ê xúc luôn. Ủa còn nguyên tích luôn à. Bằng trái dừa của chú anh chị, để trái dừa người ta đẩy bên trong á. Ở đây có hai cái bát hương. Không biết mình có đi vào bên trong được không? Mình tham quan đi phía bên ngoài trước đi. Rồi coi chút xíu nữa có ai vì đi lên đây gì đó mình sẽ lên. Ở đây mình thấy được cái bình gốm sứ nha. Cái niên đại chắc rất là cổ, là lâu rồi. Mình đi từ cái phía bên hông á thì đã đóng kín hết cái những cái vách thì mình không thể nào mà nhìn vào bên trong được. Không biết bên đây là để cái bếp hay là cái gì của cái nhà chùa mà bỏ hoang phế như thế này. Ôi giời, cái gì vậy? Cái tiếng động gì ta? Cái tiếng động gì từ bên ngoài ta? Cái con gì hay là sao cùng. Đây là một cái, chắc mình nghĩ là một cái bếp hay là cái gì đó còn sót lại. Mấy tổ mối rồi này bị hư hại hết rồi. Cái đường này là cái đường chắc đường đi lên trên núi nữa. Nghe cái tiếng gì đùng đùng ở bên kia. Ở đây, trên cái hốc chùa là mình thấy là nó bị hư hại khá là nặng nề. Ôi.
Sao nãy giờ bà nghe tiếng gì đùng đùng không? Sao nãy chị nghe tiếng gì mà giống tiếng mở cửa không à? Chị nãy giờ con chị có lên đây mở cửa chưa? Dính, em nghĩ ai đang mở cửa vậy chị ơi? Bà đi lên đây ai? Không, nãy em nghe cái tiếng mở cửa mới đi qua đây nè. Cái khu này chắc là chỉ cách vậy ở cái khu ngày xưa quá. Thấy cái phong cảnh xung quanh người ta làm rất là... Ở đây cái chùa. Cái chùa gì không? Cái chùa chị. Cái này không phải là cái am. Cái này nó thuộc kia bằng cái am đó, nhưng mà là chùa. Em chùa vì xưa em cũng không biết luôn nữa. Em. Nhưng mà cái cửa nó mới làm đùng đùng ở đây, có người ra mở cửa không mà. Vậy đó hả? Nè em đi qua phía bên vách á. Giờ bà dám mở cửa vô không sao? Không. Sao vậy? Mình... Cái chỗ lạ đó mình chỉ có tham quan và khám phá thôi chứ mình không dám mở đâu. Mình sợ có cái điều gì bên trong nó sẽ nguy hiểm á. Chứ người ta có gì bên đây đừng lo được. Nhưng cái cửa nó làm thấy rung rinh luôn nha, có người mở cửa hay sao? Ủa này là gì ta? Gì vậy? Đây sao chèo lên ta? Hả? À? Đâu? Có không chị? Bên đây là em thấy có cái hầm cái gì đây? Hay là nó một cái nền nhà ở trên nữa? Trên đó là mình thấy có những cái hang gì ở trên nữa cô chú. Dạ có ai ở đây không ạ? À? Dạ có ai ở đây không? Nè nè, đi đóng cửa cho phía trong kêu thử coi. Đó em kêu nè. Dạ có ai ở đây không? Mở cửa được không ta? Cái Tàng ơi, bên trong có hình Phật chưa? Hả? Còn cái tượng Phật ở trong này nè. Có Phật hả? Dạ. Sao không muốn phá cửa ta? Cái mùi rất là nặng nghe cô chú anh chị. Ở trên còn một cái tượng của Đức Thế Tôn, Đức Phật trên. Chị dám vô không? Không. Sao vậy? Không biết có nhang hương đây không ta? Mình vô mình thắp cây hương đi. Cái này là cái ai rồi? Đây em thấy hư hại bị sụp sệ hết luôn. Như không còn nhang để mình đắp chưa. Cái này phải bỏ với lâu lắm rồi hay sao? Không ai quét dọn gì. Phía bên đây có hình của mẹ Quán Thế Âm Bồ Tát. Cái chân dung nằm ở đây. Và ngay đây là quà chú sứ. Để mình sẽ quay về cái chỗ cái bàn này trước nha cô chú. Thấy được là một cái gốc cây hình gì đó, còn chuông mỏ vẫn còn luôn, còn các thứ ở đây luôn. Nhưng mà thì không có ai về đây để mà ấy nữa.
Mình tiến bên trong có còn sót lại những cái gì ở trong đây không? Có ai ở đây? Dạ có ai đây không? Còn cái thứ không chú? Này gì đó? Ôi, thiết nó muốn gớt rồi cô chú được. Bước vô đó khó vô. Cái đó là cái đường chắc thông đi lên trên không? Từ đây phía sau mình thấy được những cái di ảnh của Đức Phật và cái chỗ một cái bát hương nha. Trong đó là mình thấy những cái tủ này kia, còn đồ đạc này kia luôn, cái giường, bóng đèn. Mà mình đi bước ở đây ớn tấm thiết, nhìn thấy nó giỏi quá, không dám vô. Đại khái là đồ bên trong nó còn những cái đồ như vậy đó. Chắc bên này là cái đường đi lên trên đó. Rất là nhiều năm rồi á, không có ai về đây để mà nhang khói quét dọn những cái chỗ ở đây của Đức Phật. Tượng Đức Thế Tôn nhìn rất là oai nghiêm. Trước đây á, mình thấy hai cái bức hình vẽ hoa cặp rồng ở ngoài trước. Quả này có thờ ở đây không? Phía bên đây là có hình của Đức Phật nè. Bên nãy từ bên ngoài mình nhìn vô cửa sổ mình tưởng là bị che chắn là cái gì đó, nhưng mà thực sự không phải, ở đây hình của Quan Thánh. Thế với kiến trúc chùa này mình nghĩ là những cái ngày xưa vì đó rất là lâu năm rồi. Thì trong video clip này cô chú anh chị thấy vì những cái tâm linh thì hãy cho mình một cái bình luận để bên dưới để Kỳ biết thêm nhiều cái của chú anh chị. Hồi nãy mình đi vào đây thì nghe cái tiếng giống như có ai ở trong đây, nhưng mà khi bước vào đây thì thực sự không có ai ở trong này. Thì cái lý do mình không có vô trong là có thiết ở trên do bắn sói nó muốn gớt xuống luôn, đứng ngay chỗ đó nó rất là nguy hiểm. Mình sẽ bước ra ngoài thôi. Những cái này mình còn sót là chắc này mưa rồi này kia nó sẽ tạt xuống nha. Để mình đi tìm xung quanh đây coi có những cái cô chú anh chị ở đây á, những cô người lớn hỏi về cái tiểu sử của chùa này, lý do tại sao mà bỏ hoang một cách hoang tàn đến vậy mà không có ai ở hoặc là sư thầy vì đó để mình hỏi biết thêm về cái ngôi chùa này á, để tìm cái cách đi lên chỗ trên chỗ cái ngôi nhà trên đây coi xem sao nha. Quá toàn lá cây, đường đi đại luôn. Ý, nó có một cái đường đi qua. Ê, dạ. Cái gì gây không vậy? Ui. Cây này cây nừng đó cô chú. Nó gai dữ lắm rồi. Đi đây có một cái hang gì ta. Cái hang gì ta. Hang hay này bắn đá gì xưa. À mình hiểu rồi. Từ cái cửa bên này á là nó đi thông qua đây và đi qua đây. Ở đó có một cái đường lên nữa. Thật sự tới đây là mình không có lên, trèo lên cái tường này mới được. Tại cái gai. Đây cái bồn nước. Dạ, cái gì mà đâm đau quá vậy? Cái gai gì á? Ủa, có cái gai gì hả? Có tàn cái này gai dữ lắm luôn. Hồng cái gì?
mình đã hít lên đây được rồi cô chú. Mình tìm qua đây coi mình có không biết cái này đi lên được không nữa, không biết trên đó còn gì, các bục cái hầm cái nhà gì phía sau nữa. Từ ở đây mình nhìn thấy cái máy là nó rất là nhiều năm, không có người ở đây. Mình đã trèo lên trên chỗ này, đi lên nguyên cái bồn luôn. Chuyện không may lại quay lại máy đi này được không ta? Mình coi lại đi theo mày đó. Mình đi có sao không ta? Chứ không sao đâu. Ở như là đi đó, mình đi đó, xuống đó. Biết cái này mình đi bước lên được nó sập không? Nó sập nó tiêu luôn á. Dài không ta? Đi, từ cái đứa đó trong đó nè, là có một cửa thông qua đây nè, và đi vào đây. Biết ngày xưa để làm gì nữa. Và cái đường đi qua, ở đó có một cái bồn nữa. Trên đây chắc cái chỗ, cái nơi thờ, hay là nơi tịnh của các sư thầy, không biết. Mình đi đầy luôn hết rồi. Dạ, ấy dạ, ấy dạ. Ôi ơi. Bước lên đây hết rồi. Một cái căn, một cái gian phòng rất là lâu năm. Cái mình nghĩ cái nơi này ngày xưa rất là thanh tịnh và là đẹp. Một thời thân thịnh ở đây. Cửa sổ rồi hư hết trần. Ồ, cái đó còn nước nữa kìa quê. Và ở đó mình thấy có một cái hang gì đó. Ngay cái chỗ đó. Ở ngoài nhìn vô rất là láng nha. Ở đây mình còn nước, đây mình tìm đi vào ngoài đó thôi. Nước rất là nhiều rồi ta. Sao bên đây kia khô hết mà ở đây nó chắc cũng có giếng ngầm gì ngày xưa hay sao? Là cái có cái ở đây nó có một cái mạch nước hay là cái bồn này nó kín quá rồi nước nó không rút, còn cái bồn kia là mình thấy là bị rút hết trơn luôn nha, rút nước. Phía đó đó mình thấy có một cái hang động đó. Hay là ngày trước các vị sư hay là có ai ở đó không? Cái này chắc mình nghĩ trước bị bơm đạn gì dội phá mà nó hư hại phần mình đó. Rồi phải dài khúc đó luôn. Định đi ra trước nhưng mà cái này ớn quá, chắc nhiều năm quá mình không dám đi đâu. Sụp xuống cái tiêu đi khúc này không thấy không dám đi nữa. Rồi chắc mình sẽ đi xuống rồi cô chú anh chị. Đúng. Đây là cái cột thì mình đỡ sợ. Còn cái hang và cái đường, những cái đường đi lên núi đó. Ở đây mình thấy là chắc ngày trước có cái gì đó nó hay là lý do gì đó mà các vị sư thầy này không có còn ở đây. Thì mình nghe được những cái bà con ở đây chia sẻ là ngôi chùa này là không có ai ở, nhưng mà vào buổi chiều là thường xuất hiện những cái tiếng gõ mõ tụng kinh ở đây.
nhưng mà hai bà con ở đây đi lại đó thì không có thấy ai ở trong cái ngôi chùa, cũng kêu và hỏi với mình vậy nhưng mà thật sự không có ai đây luôn. Thì mình cũng nghe tiếng gọi mõ tụng kinh của các sư thầy, rồi tiếng đọc kinh phát ra từ cái ngôi am tự này nè, ngôi chùa này nè. Mà lên gần thì tá quả thì giống như không có ai, giống như mình nãy mình đi vào mình nghe tiếng động gõ cửa mình vòng trong luôn, nhưng mà lúc mình bước vào không thấy ai, và thấy được một cái hình tượng của Đức Phật nằm ở trong đó thôi. Nãy giờ mình đi vòng vòng rất là nhiều, đi hết luôn đó, không có ai thấy ai luôn. Nhưng mà cái lúc mình bước qua cái phía bên hông bên kia nha, là mình thấy được cái gì đó, nó giống như cảm giác mà có người đang ở đây á. Phải đi xuống, bay xuống. Thật sự cái nãy là mình rất là hoảng hốt nha, mình tưởng đâu là có người không ai, thật sự ra tới gần thì không có ai. Và đúng đó, ở đây thì rất là không có gió, không có gió luôn. Gì bạn ăn rồi nghe nè, nãy bạn có vô đó vô chưa? Mới nãy là mình đi vòng qua bên đây nè, gãy bạn nghe. Mới mở cửa ra mà tôi sợ. Sợ gì vậy? Mới nãy nè, là mình qua đây quay cái bên đây nè. Giờ mình nghe cái tiếng giống như tiếng đóng cửa, bằng đóng hơi. Đóng hơi. Đúng rồi. Cái đùng mạnh không? Đóng rồi, đóng hơi nghe mạnh chưa? Cái tiếng mạnh hơn xíu nữa. Tại vì biết sao không? Mình đó, giống vậy đó. Thôi bạn làm cái nơi. Thì mới nãy mình từ cái vị trí đó, mình mới đi qua đây. Và đi cái cửa này mình thấy là nó vẫn không có rung lên nha. Còn bạn đi qua phía này nè. Không, bạn đi qua phía này nè. Là cái cửa này nè. Cái cửa này là cái kiểu giống như mà ở trong thì không có khóa gì. Này giống như này, giống chích vậy nè. Giống này mình vừa bước qua là nó còn rung rinh nhẹ vậy nè. Giống như này. Nó còn rung rinh vậy nè, còn rung rinh vậy luôn. Còn rung rinh luôn. Giống như có người mới đóng lại. Đúng rồi, giống như có người từ trong chùa bước ra. Bước ra luôn nha. Mình nhìn xuống, ủa đâu có ai đâu. Lúc đó thấy chị Sáu vừa đi lên. Lên cái vị trí đó, hỏi chị Sáu này lên chưa? Sáu nói chưa. Đó, mình không hiểu sao. Thì ngôi chùa này mình nghe bà con ở dưới là nói không có ai, nhưng mà nghe được cái tiếng kinh con mỏ vì từ ở bên trong ngôi chùa nè. Không ai dám lên đây đâu. Thì đó, không chùa. Ai dám từ khi mà không có sư lỗ với coi chừng nữa. Đúng này. Cho mình mở ra là cái hơi lạnh ở trong nó tốt luôn. Đúng rồi, nó hạnh. Giống như là phòng này có. Dạ. Dạ thầm không? Dạ. Tiếng này ông hỏi cái gì vậy? Đâu? Dạ có ai đây không ạ? Ui, dạ con mạo phép ạ, con xin phép được ghi hình ạ. Gì ạ? Không, có mình nghe tiếng âm thanh, có gì vậy? Người đàn ông hỏi từ ở trong nó hỏi ra. Bạn nói thiệt không chả? Thiệt mà. Sự nãy giờ mình chưa nghe nha. Không, khi bước vào đây có cái mùi ẩm thấp, mùi gì đó nó rất là lạnh nha. Cảm giác cái nó làm cái tay mình. Mới mở cửa vô, mình vừa thọt cái đầu vô thì nghe hỏi cái gì vậy? Ghê với cô. Cái mình mới trả lời, nhưng mà thực sự là mình đang run lắm. Vậy người bạn, đàn ông hỏi á. Vậy bạn có dám vô không? Không đâu, mình nói mình trước khi mình mở cái cửa này á, mình cũng xin phép chư vị chư thiên, chư thần coi khu vực ở đây cho con được phép. Bây giờ mình đi vô nó không sao. Nãy mình có đi, mới đi vô đây rồi. Nhưng mà cái trong đó thì mình không vắng, đi vô vào đó lý do là tại cái như gì vậy? Ủa lần mà mình tới đâu có cái gì đó là cái da bên đây nè, nó gị nặng mà nó đau lắm luôn. Mình vô trong á, sợ mấy tấm thiết ở chỗ đó nó gớt xuống rồi, mình không dám vô nữa. Còn cái tủ để đồ ở trong nữa, mình không dám vô để xem. Đó là cái phòng ngủ của sư chứ. Đúng rồi, cái bếp cái gì đó. Không ngủ hay cái chỗ, nói chung là có những cái tủ mà để đồ ăn á.
Cái này cái kiểu xây cất rất là lâu năm nha. Nè, bạn đi tới đây nè. Đại khái thì trong đây chống lỏng cho rồi, còn cái tượng Phật ở đây thôi. Nè, bạn nhìn những cái cây nó gớt này, những cái thiết nè. Gì vậy? Có màu đỏ này. Đỏ gì? Màu đỏ như này sao? Mình không biết. Biết sao ngồi không? Không biết làm sao, cái đó không biết. Có viết những chữ bùa chứ gì nữa. Có nè. À. Màu đỏ chứ màu đen. Mà viết cái nhiều chữ lắm. Cái đó là chữ bùa hả? Không biết, giống hình chắc không mình... đâu, trong chùa tu mà làm gì có chữ bùa. Không, nhiều khi các vị người ta gì vậy, cái gì vậy, cái gì vậy, gì vậy? Ôi ơi, cái gì vậy? Ông có con sóc. Cái tàn ơi, ông cái ơi gì? Nó phá á. Nó ơi, làm cho mình giờ yeah, mình vô trong thử nè. Sự ra mình chạy ra là nghe tiếng sạc là một cái con sóc nó chạy trên cây. Nó cười nó kìa. Gì ớn vậy? Nó chọc mình xong nó cười. Bây giờ mình đi vô trong, mình nghe vô đây coi thử. Bạn đi với mình nè. Bạn đi vô đây mình tính... Bây giờ mình sẽ tự vào bên đây luôn mới được. Nè, mình tới đây mình thấy mấy cái thiết này nè, mình không dám đi vào nữa. Mình lấy cái đèn ra. Ui à, nguyên cái tổ dây mày. Nè nè, không nguyên tổ đâu. Đó là những con dơi nó ở nhiều không? Những cái cây toàn cây ớt không? Nó này những cái ly hay gì ta? Thì chắc mình sẽ đi ra của chú kia. Để đi tìm người, kiếm người kể chuyện cô chú chị. Đây là mình nhìn thấy được toàn cái quang cảnh của một cái ngôi chùa cổ là được xây dựng lên được từ những cái hòn đá rất là cao sắp chất chồng lên bằng một cái nền móng bằng phẳng để mà để xây dựng lên. Thấy là nhiều cái này công sức kia lắm luôn nè, những cái đá rất là to. Đặc biệt là những ở núi này là có những cái cục đá này nè, tanh nó rất là nhiều và to luôn. Nó nãy bự khủng khiếp không? Được sắp xếp rất là đẹp nha. Nên thì bây giờ chỉ còn là cái hiện trạng của một cái ngôi chùa cổ vậy thôi. Rất là tiếc không có cô chú chị cô lớn tuổi ở đây mà dẫn mình lên đây để mà lý giải về cái ngôi chùa này và lý do tại sao mà ngôi chùa này lại như vậy, lại bỏ hoang phế. Đá ta đang rất là đẹp nha, những cái viên đá giống như hình cái búa gì đó, rất là lạ. Phía bên đó là mình thấy có những cái nhà bỏ hoang vì ở đây cái nhà này. Thì video của mình sẽ kết thúc tại đây cô chú anh chị. Hẹn cô chú anh chị ở những video tiếp theo cho những chuyến đi khám phá hành trình bắt tặng của cây nha.